Nhiều chưa? Quá trời luôn. Đây nha mọi người. Hai xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Tiền Nha. Hôm nay thì hai anh em dự định đi bắt cá ngoài ruộng rồi mọi người. Anh em thì đang bơm nước ra để mình đi bắt cá ở dưới cái đường mương ở dưới đó đó mọi người. Thì phát hiện ở đây có một cây mặn nè. Có một cây mặn của người hàng xóm á mọi người. Mình mới vừa hái một trái. Trái cũng khá là nhiều luôn. Nhưng mà mùa này thì mặn nó mới có vào mùa có bông hả mọi người. Trái thì hơi ít một tí xíu. Nhưng mà ra ra thì cũng có một ít để đủ ăn á mọi người. Ở đây mình hái một trái nha. Mấy anh chó thì không có được thiện cảm với mình cho lắm. Cứ đứng ở đằng đó là sủa hoài luôn á. Thôi được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi lại đằng đó đằng mình chuẩn bị đi bắt cá nha. Bây giờ thì hai anh em Bây giờ thì hai chị em mình sẽ đi bắt cá nha mọi người. Cái đường mương ở dưới này là nãy giờ mới bơm á. Mới bơm xong á. Rất là cạn luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống mình bắt. Cá lóc, cá trê rồi coi. Nước hơi nhiều nè. Nó không có chạy ra. Dứt chừng chừng. Nhìn có cá bự á. Có không? Ôi cá sặc bự dữ trời. Đây nè mọi người. Trời ơi cá sặc uống niềm luôn. Nè. Đỏ đỏ luôn hả? Hòa thứ ơi. Cái chai thiệt hay ta. Cái chai trắng hả? Nguyên vậy ha. Chai trắng à. Có chai vàng ngon. Kìa chạy. Dính được một con cá chê vàng nha mọi người. Đây trời ơi, cá chê vàng luôn. Vô xô. Ngon nha. Cá chê vàng ăn được có ăn rồi đó. Hay ta. Nó đó con gì coi. Đủ nọ kho khô quẹt. Ăn cho nó đã. Ôi trời trời con nhái nó bự cười chết chết. Chị bảo cũng mạnh quá ha. Ê lên tim này là sao? Kìa cá sạc. Chuối nha. Kìa đắng nữa kìa. Tự nhiên nó chuối nha.
chưa kịp chứ. Con heo hả? Đó, cá chi trắng mà đá trong hang này nè. Hình như chắc nguyên bậy trong đây nè. Nó thấy chưa? Nghe tạch tạch trống. Đúng rồi. Ở trong hang mà, trong cái hang này. Hả? Đường này cũng dễ nè. Nó bự quá nè. Trời ơi, hai xấu vậy? Dạ, ưng luôn. Rồi, dễ gì bóc chín đó. Như đồ hốt, hai. Được không? Dễ gì dính nó. Dài ường nó trong mà. Gì mà nó ụt ụt. Ê, phải không ta? Nó trầu lên chưa ta? Sao nó ụt ụt lắm luôn á. Mở. Nó liên cày. Thấy nó ụt bự lắm luôn á. Trời ơi, bự hết sức vậy trời. Không kỹ tưởng đâu. Thiệt tình. Trời ơi. Nhỏ mà lên tim. Lên tim thấy sợ luôn. Xích xích lại này đi. Dính không? Đó, chào. Trời. Đó, ồ, con cá cô cũng bự. Được. Không có hả? Rồi đi con cá rô. Con nhái bầu tiếp tục lên tim. Hay quá. Trời đất ơi. Nãy giờ lòng hoài. Tự tắt lên luôn hả? Nãy giờ thì hai chị em là làm được nhiêu đây nè mọi người? Nhỏ rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi về nha. Ở trên này thì hơi xa nhà cho nên mình sẽ chạy máy đi về nhà. Ê, nó dính tùm lum hết trơn kìa, có gõ không? Họ chạy không nổi á. Rồi em ơi. Dướng rồi.